Thưa thăm Bộ trưởng, Thứ trưởng, kể cả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh các việc là như thế nào, từ cấp trung ương cho đến cấp địa phương phối hợp để làm thế nào hỗ trợ tích cực nhất để việc là phòng chống gian lận công nghệ cao trong điều kiện hiện nay, đặc biệt năm 2023, và cơ bản là công việc là phối hợp giữa Bộ Dụng Tạo và Bộ Công an từ công khâu tổ chức tập huấn. Và năm nay có điểm mới là Bộ Công an là tích cực phối hợp với các địa phương cơ sở để tập huấn cho cán bộ coi thi và các đối tượng ở cấp địa phương để chúng ta nắm chắc được các quy trình để hỗ trợ cho việc là cán bộ coi thi. Tuy nhiên trong quá trình coi thi 2 ngày 28 và 29 thì trong ngày 28 tháng 6 tức là ngày hôm qua thì buổi sáng thi môn ngữ văn có một thí sinh ở Cao Bằng đã sử dụng điện thoại để chụp ảnh màn hình đề thi chính thức và chuyển ra bên ngoài. Và buổi chiều cùng ngày tức là ngày 28 tháng 6 thì tại Yên Bái môn toán có một thí sinh cũng đã sử dụng điện thoại để chụp màn hình và gửi đề thi ra bên ngoài. Thì đây chúng tôi khẳng định cùng phối hợp Bộ Công an đang triển khai và đã xác định được đối tượng và đối tượng đã nhận, và Bộ Công an tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định pháp luật. Và ban chỉ đạo trung ương cũng như của địa phương và Bộ Công an kết luận đây là trường hợp các thí sinh vi phạm quy chế thi và thực hiện theo đúng quy định của quy chế thi. Có nghĩa là chúng tôi đã tạm xin hội đã đình chỉ 2 thí sinh của ngày thi hôm sau, và đối với cán bộ coi thi thì dừng công việc làm nhiệm vụ coi thi ở các buổi tiếp theo để hỗ trợ phối hợp cho việc điều tra xác minh ở trong phòng thi này. Và đến những phút